Chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách cắm một bình hoa hồng để bàn thờ đơn giản và chi tiết nhất. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt cành phía trước mình cắm trước nha. Cắm lùi về một dùng cái cành thủy trúc các bạn bẻ lại và các bạn cắm. Cục mút nè, các bạn cũng cắm cho mình thêm ít cái cành thủy trúc. Mình sẽ dùng cái lá đu chồn này các bạn để chúng ta cắm nha. Bây giờ thì các bạn sẽ dùng hoa hồng để chúng ta cắm vào nha. Thì ở đây các bạn chọn đầu tiên thì có sẽ dùng chọn bút cắm ngay bên góc của cái hoa nè. Cái bút thứ hai thì các bạn cắm bên gần bên tay phải ngay chỗ cái cành thì chúng ta bẻ nè và đang ngang với cành thì hồng. Thứ ba thì các bạn sẽ cắm bên gần cái hoa hồng thứ nhất. Thứ tư thì các bạn cắm ngay góc của cục xốp, xen một cái cỏ đồi chồn vào. Sau đó mình sẽ cắm hoa, cắm thêm cái bông hồng thứ năm gần trước cái hoa đồi chồn lúc nãy á, rồi xen thêm một cái cỏ đồi chồn nữa. Cắm ở phía bên cái góc này, cái góc của cái hai cành vừa rồi chúng ta. Các bạn sẽ cắt một cái cành hoa hồng búp nữa, chúng ta cắm ngang, cái lá nào mà hư thì chúng ta bỏ đi nha. Rồi cắt thêm một cái hoa hồng nữa. Mình cũng sẽ đệm thêm cái góc của cái đuôi chồn đó vào. Đẹp cho mình một số cái đuôi chồn nằm ở dưới cái góc hoa đó.
Vậy là clip chúng ta đây đã hết rồi. Chúc các bạn thành công. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.